Quý vị đang theo dõi cập nhật diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine và những diễn biến đáng chú ý bên lề có trong ngày 4 tháng 4 năm 2024. Ngày thứ 770 của chiến sự, Ukraine tiếp tục những pha luồng sâu đánh hiểm, xương sống Nga trúng đạn, điêu đứng. Hé lộ chiến lược giúp lật ngược tình thế trên chiến trường. Trong bối cảnh thiếu đạn dược và ưu thế trên không, Ukraine bắt buộc phải làm điều này. Chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ, hỏa tiễn Brimstone tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh Nga cùng tổ lái và kho đạn. Bên cạnh đó, theo Kyiv, Ukraine đã phá hủy số lượng lớn nhất các hệ thống pháo binh của Nga vào tháng 3 vừa qua. Chúng ta cần ngừng phát đi cái gọi là ranh giới đỏ và nói rõ với Điện Kremlin rằng mọi phản ứng đều có thể xảy ra, Macron cố thuyết phục Biden và show cứng rắn hơn với Putin. Trong một diễn biến vừa ăn cướp vừa la làng, Thượng viện Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế lên án hành vi trắng trợn của tập thể phương Tây nhằm can thiệp bầu cử Nga. Cuối cùng là diễn biến đáng chú ý trên chính trường Mỹ trước thềm bầu cử. Ông Trump dẫn trước ông Biden tại các tiểu bang chiến địa. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. xin được kính chào và rất cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Strong Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nhiều nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, trong những ngày đầu tháng 4 này, lực lượng Ukraine đã nối lại được tấn công vào các cơ sở năng lượng bên trong quốc gia xâm lược. Tuy nhiên, đối tượng lần này không chỉ dừng lại ở khu vực xung quanh biên giới, mà giờ đây Ukraine đã luồn sâu đánh hiểm vào xương sống của Nga. Mục tiêu đáng chú ý nhất trong đợt này chính là các cơ sở công nghiệp ở Tatarstan, bao gồm một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tấn công Shahed. Khu vực này cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1.300 km. Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái tầm xa để nhắm mục tiêu vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga nằm ở thành phố Amsker, Tatarstan. Nguồn tin cho biết, cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Amsker là một hoạt động chung được thực hiện bởi Cục An ninh Ukraine SBU và SGR. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở xử lý dầu chính của nhà máy lọc dầu, nơi có công suất sản xuất khoảng 8 triệu tấn một năm, chiếm tới 2,6% tổng công suất xử lý dầu hàng năm của Nga. Trong những tuần qua, Ukraine cũng đã thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở công nghiệp khác bằng máy bay không người lái tầm xa. Chiêu hiểm của Ukraine Giám đốc chương trình quốc tế tại trường kinh tế Kyiv Elena Rybakova nói với Euronews, những cuộc tấn công này sẽ gây ra nhiều thiệt hại và việc đưa các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sẽ là một thách thức vô cùng to lớn bởi chúng dựa vào công nghệ phức tạp và rất nhiều linh kiện nhập khẩu lớn các nhà máy lọc dầu của nga đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và sự hiện diện năng lượng toàn cầu của nước này các nhà máy lọc dầu này xử lý dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ khác bao gồm xăng dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực phục vụ cho cả thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu quốc tế theo nhà nghiên cứu tại Trung tâm Cải cách châu Âu Ashlakbert, chiến lược của Ukraine cho đến nay là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, chứ không phải các cơ sở sản xuất dầu thô hay cơ sở xuất khẩu của Nga. Người Ukraine đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu, chứ không phải các cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu thô của Nga. Điều này gây ra vấn đề cho thị trường dầu thành phẩm. Là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Nga phụ thuộc rất nhiều vào năng lực lọc dầu để duy trì vị thế trong nền năng lượng toàn cầu. Theo Unonews, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gián đoạn lĩnh vực quan trọng này, gây thiệt hại ngay lập tức về sản xuất và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Hậu quả của các cuộc tấn công là các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức trong hoạt động, dẫn đến sản lượng giảm và chuỗi cung ứng bị gián đoạn về việc mỹ phản đối hành động này của ukraine một số nhà phân tích phỏng đoán rằng có thể washington lo ngại khả năng tăng giá xăng và dầu diesel ở mỹ trong năm bầu cử quan trọng Thưa quý vị, được biết trong bối cảnh thiếu đạn dược cũng như lép vế về ưu thế trên không trước Nga, Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải triển khai các cuộc tấn công vào lãnh thổ quốc gia xâm lược, bao gồm cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tờ The Guardian đưa tin dẫn lời lãnh đạo của cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR. Theo ông, đây là một chiến lược giúp Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Luke Harding của tờ The Guardian, các sĩ quan Kyiv đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn mà quân đội nước này đang phải đối mặt trên chiến trường. Chuẩn tướng Dmitry Timkov cho biết, Ukraine đã tạm thời vượt qua những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, nếu muốn giành chiến thắng cuối cùng trước Nga, quân đội nước này cần phải nhận được viện trợ đầy đủ từ phương Tây. Nhận định Kiev có có thể lật ngược tình thế chung trên diễn trường, Thiếu tướng Vadim phó giám đốc GUA nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai các cuộc tấn công vào sâu bên trong nước Nga. Ông cho biết điều này dựa trên chiến lược đòn tấn công vào trọng tâm của NATO, hay còn gọi là Center of Gravity, COG, được phát triển lần đầu bởi Carl von Clausewitz, nhà lý luận quân sự nổi tiếng người Phổ. Chiến lược này về cơ bản đề cập việc nhắm đến các mục tiêu quan trọng nhất của kẻ địch, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, quan chức GIOA cũng đã thừa nhận trách nhiệm về một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gần đây vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của người đứng đầu SBU, cơ quan an ninh dân sự Ukraine, về việc chính đặc vụ của mình đã thực hiện các cuộc tấn công này. Theo các phương tiện truyền thông của phương Tây, cả hai cơ quan trên đã được tổ chức lại hoàn toàn kể từ khi cuộc đảo chính tại Ukraine lật đổ tổng thống lúc đó Viktor Fedorovich Yanukovych vào năm 2014. Những cơ quan này đều bị cáo buộc có liên quan đến các vụ ám sát nhằm vào những người được cho là kẻ địch của Kiev kể từ trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022. Theo The Guardian, G.U.A. cũng đang dự định tiến hành một cuộc tấn công mới vào cầu Crimea ở thời điểm nửa đầu năm 2024. Tiếp tục bản tin là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Theo đó, các binh sĩ của lực lượng tác chiến đặc biệt SSO đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh của Nga cùng với tổ lái và một kho đạn dược của đối phương. Cuộc tấn công được thực hiện bằng hỏa tiễn Brimstein. Thông báo cho biết, các nhà điều hành MTR của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy xe kéo, xe chiến đấu bộ binh và quân nhân của đối phương. Đặc biệt, với sự trợ giúp của hỏa tiễn Brimstone, những thứ đã bị phá hủy bao gồm BMP với phi hành đoàn, kho đạn dược giả chiến. Ngoài ra, khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo một trong các hướng tác chiến, người điều khiển máy bay không người lái FPV của trung đoàn 8 MTA đã phát hiện và tiêu diệt hai máy kéo BMP, hai người Nga chiếm đóng. Về hỏa tiễn Brimstone của Ukraine, được biết, vào ngày 22 tháng 2, Vương quốc Anh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, đặc biệt đó là về việc chuyển giao 200 hỏa tiễn Brimstone. Brimstone là hỏa tiễn đất đối không hoặc không đối đất, được phát triển bởi tập đoàn quốc tế MBDA cho PS của Hoàng gia Anh. Như Military viết, Brimstone có chiều dài 1,8 m và đường kính 180 ly đầu đạn song song đa chức năng của nó nặng 6,3 kg và có khả năng xuyên giáp phản ứng nổ, trọng lượng của hỏa tiễn khoảng 50 kg. Hệ thống dẫn đường sử dụng radar sóng mm và tia laser bắn chủ động, khóa mục tiêu trong quá trình dẫn đường. Tầm bắn hiệu quả của hỏa tiễn Brimstone 2 từ máy bay là 60 km. Khi phóng hỏa tiễn từ mặt đất, tầm bắn giảm xuống còn từ 10 đến 12 km. Để phóng hỏa tiễn Brimstone, quân đội Ukraine sử dụng các bệ phóng trên mặt đất gắn trên các phương tiện chở hàng hạng nhẹ. Bên cạnh đó, theo Kyiv, Ukraine đã phá hủy số lượng lớn nhất các hệ thống pháo binh của Nga vào tháng 3 vừa qua. Theo đó, Nga đã mất 976 hệ thống pháo binh vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư. Kyiv nói thêm, các chiến binh Ukraine đã làm rất tốt. Được biết, pháo binh và đạn dược để duy trì hoạt động của các hệ thống này là một phần quan trọng trong cuộc chiến trên bộ kéo dài hơn 25 tháng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong số liệu cập nhật do quân đội Ukraine công bố hôm thứ Tư, Kiev cho biết lực lượng Nga đã mất tổng cộng 11.142 hệ thống pháo binh kể từ tháng 2 năm 2022. Còn số này bao gồm việc mất 30 hệ thống pháo binh trong 24 giờ trước đó, Ukraine cho biết. Bên kia chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã mất 8.629 khẩu pháo giả chiến và súng cối trong hơn 2 năm chiến tranh. Không thể xác minh độc lập các thống kê chiến trường được hai bên công bố, các chuyên gia phương Tây cho rằng số liệu từ Kyiv và Moscow có thể sẽ cao hơn con số thực. Trong khi các hệ thống pháo binh luôn nằm trong danh sách mong muốn cung cấp của Kyiv từ những người ủng hộ phương Tây, thì ưu tiên trong nhiều tháng là đạn dược để có thể giữ cho hệ thống này hoạt động và hữu ích. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho biết, các hoạt động của Ukraine đã bị hạn chế do nạn đói đạn pháo khi lực lượng Nga tiến về phía Tây. Các máy bay chiến đấu của Kyiv được cho là chỉ có thể bắn khoảng 1 phần 5 số đạn mà quân đội Nga sử dụng. Các đồng minh NATO đã nỗ lực tìm cách duy trì hoạt động của pháo binh ở Kyiv, nhưng điều đó tỏ ra là một yêu cầu cao. Liên minh châu Âu đã thừa nhận vào tháng trước rằng họ sẽ không đáp ứng được tài hạn đã đặt ra vào năm ngoái để giao một triệu viên đạn cho Ukraine vào cuối tháng 3 năm 2024. Khối này cho biết vào giữa tháng 3 rằng họ sẽ cung cấp hơn 500.000 viên đạn vào cuối tháng và một triệu viên đạn trước khi hết năm. Tháng trước, CNN đưa tin Moscow có thể sẽ sớm sản xuất số lượng đạn pháo gấp 3 lần lượng đạn pháo mà Mỹ và châu Âu có thể sản xuất. Một quan chức cấp cao của NATO nói với hãng tin, những gì chúng ta đang gặp phải hiện nay là một cuộc chiến sản xuất. Chúng ta cần ngừng phát đi cái gọi là ranh giới đỏ và nói rõ với Điện Kremlin rằng mọi phản ứng đều có thể xảy ra. Đây là quan điểm được người đứng đầu nước Pháp Emmanuel Macron đề cập tại cuộc trò chuyện bí mật với nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden và thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 2 năm nay, trong đó ông cố gắng thuyết phục họ về sự cần thiết phải thắt chặt các tiếp cận với nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Điều này được nêu trong tài liệu WSJ. Theo ấn phẩm, nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi người đứng đầu Mỹ và Đức thay đổi chiến lược của phương Tây trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Ông Macron tin rằng các đồng minh phương Tây cần ngừng phát đi cái gọi là ranh giới đỏ, tức là không tự giới hạn bản thân mà thay vào đó hãy nói rõ với Điện Kremlin rằng bất kỳ phản ứng nào cũng có thể xảy ra, kể cả phản ứng quân sự. Theo các nguồn tin giấu tên, Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi chiến lược trong bối cảnh nguy cơ leo thang. Người đứng đầu chính phủ Đức cũng không ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Pháp, cho rằng điều này có thể tạo ra sự chia sẻ giữa các đồng minh và khiến NATO trở thành một bên tham chiến. Trước hội nghị thượng đỉnh Paris của các nhà lãnh đạo châu Âu vào tháng 2, Macron đã gọi điện cho Biden và Joe và thông báo cho họ về ý định công bố công khai các tiếp cận mới sau sự kiện này. Trong cuộc trò chuyện đó, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức khuyến cáo nhà lãnh đạo Pháp không nên làm điều này để không tạo cảm giác mất đoàn kết giữa các đồng minh. Tờ báo viết, họ cảnh báo Macron rằng họ sẽ buộc phải không đồng ý với đề xuất của ông nếu ông công bố nó một cách công khai. Theo một quan chức Mỹ, tòa Bạch Ốc bày tỏ lo ngại liên bang Nga có thể tấn công quân đội Pháp nếu họ tới Ukraine. Ngược lại, ông Macron trả lời rằng sẽ không cần thiết phải liên quan đến liên minh Bắc Đại Tây Dương hay Mỹ nếu liên bang Nga nhắm vào quân đội Pháp. Tổng thư ký NATO khẳng định khối sẽ đơn giản hóa quy trình kết nạp cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc họp các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bỉ ngày 3 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rõ với Ukraine rằng quy trình trở thành thành viên NATO khác với quy trình gia nhập liên minh châu EU. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập liên minh trừ khi nước này hoàn toàn sẵn sàng, theo trang NATO Int. Ông cũng cho biết, tất cả các nước đồng minh đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, sẽ tiếp tục nỗ lực đưa Kyiv đến gần hơn với tư cách thành viên của khối. Theo đó, khối không nên đưa ra một quy trình 2 đến 3 bước, mà cần xúc tiến một quy trình rút ngắn còn một bước để Ukraine sớm gia nhập. Trong một diễn biến vừa ăn cướp vừa la làng, thượng viện Nga kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án hành vi trắng trợn của tập thể phương Tây nhằm can thiệp bầu cử Nga. Theo đó, ngày 3 tháng 4, Hội đồng Liên bang Nga tức thượng viện Nga đã kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế lên án hành động của tập thể phương Tây nhằm phá hoại cuộc bầu cử Nga theo Đài RT trong đơn kêu gọi gửi đến liên hợp quốc các tổ chức nghị viện quốc tế và nghị viện các nước hội đồng liên bang nga cho rằng nỗ lực can thiệp bầu cử nga thể hiện qua những tuyên bố và tài liệu từ phương tây trước và trong thời gian bỏ phiếu rằng bầu cử nga là bất hợp pháp Cụ thể, theo tài liệu, trước khi người dân Nga đi bỏ phiếu, vào tháng 10 năm 2023, Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu PACE đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên không công nhận kết quả bầu cử Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin đắc cử và kêu gọi chấm dứt mọi liên lạc với ông Putin, ngoại trừ tiếp xúc về vấn đề nhân đạo và theo đuổi hòa bình. Tài liệu cũng dẫn chứng việc Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola hồi tháng 2 nói với đài truyền hình RFERL của Mỹ rằng Quốc hội EU sẽ không bao giờ công nhận kết quả bầu cử ở Nga. Trong tài liệu, Hội đồng Liên bang Nga lưu ý rằng nỗ lực can thiệp vẫn tiếp tục diễn ra trong 3 ngày bỏ phiếu. Tài liệu dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC Ela Palmvilova rằng gần 30 trường hợp tấn công vào các thùng phiếu ở 20 địa điểm bầu cử và khoảng 160.000 cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu điện tử của Nga trong thời gian bầu cử. Hơn 12 triệu vụ tấn công mạng nhằm vào trang web CEC trước và trong cuộc bầu cử, theo đơn kêu gọi của Hội đồng Liên bang Nga. Hội đồng Liên bang Nga cũng cáo buộc Ukraine sử dụng vũ lực nhằm đe dọa cuộc bỏ phiếu ở khu vực biên giới Nga-Ukraine. Lực lượng của Kyiv tích cực sử dụng máy bay không người lái UAV mang theo chất nổ để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trong thời gian bỏ phiếu, tài liệu cho biết thêm. Đơn của Hội đồng Liên bang Nga cũng đề cập vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Moscow vào ngày 22 tháng 3, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Lưu ý rằng sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Nga hoàn tất kiểm phiếu. Theo Hội đồng Liên bang Nga, hành động của Mỹ và các đồng minh trước và trong cuộc bỏ phiếu đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, hiến trường Liên Hợp Quốc và một số công ước cấm nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Hội đồng Liên bang kêu gọi Liên Hợp Quốc, các tổ chức nghị viện quốc tế và nghị viện của các quốc gia lên án các hành động của phương Tây tập thể do Washington điều phối, Hội đồng Liên bang Nga viết trong đơn. Mỹ và đồng minh chưa bình luận về động thái của Hội đồng Liên bang Nga tạm rời xa chiến sự Nga-Ukraine để đến với chính trường Mỹ, thưa quý vị. Được biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của đảng Dân Chủ tại 6 tiểu bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, theo cuộc khảo sát do The Wall Street Journal công bố ngày 3 tháng 4. Kết quả khảo sát của tờ The Wall Street Journal phản ánh nỗi lo ngại của cử tri Mỹ về kinh tế và sự thể hiện của đương kim chủ nhân tòa Bạch Ốc. Cụ thể, cựu tổng thống Trump dẫn trước ông Biden từ 2 đến 8% trong số các cử tri ở Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina, với lá phiếu bao gồm tên của ứng viên thứ ba và ứng viên độc lập. Kết quả cũng tương tự trong cuộc khảo sát một đối một giữa ông Trump và ông Biden tại 6 tiểu bang này, theo báo Mỹ. Tại Wisconsin, tiểu bang thứ bảy, ông Biden dẫn trước 3 điểm so với ông Trump trong lá phiếu có nhiều tên ứng viên, và kết quả lại hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông trump giới quan sát phân tích rằng chiến dịch tái tranh cử của tổng thống biden đang phải đối mặt với những lo ngại của cử tri về kinh tế mỹ dù tỷ lệ việc làm gia tăng chính sách chi tiêu ổn định và sự tăng trưởng gdp hơn kỳ vọng đây là nghịch lý mà giới kinh tế học và các chiến lược gia của đảng dân chủ vẫn chưa thể hiểu được bên cạnh đó ông trump được xem là có sức khỏe thể chất và tâm thần phù hợp hơn ông biden trên cương vị tổng thống mỹ 48% số người được hỏi đồng ý với quan điểm trên, trong khi chỉ có 28% số người được hỏi ủng hộ ông Biden. Cuộc khảo sát nhận được 4.200 người tham gia, tức mỗi tiểu bang có 600 người góp mặt trong tổng số 7 bang chiến địa, diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 3. cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến cuối chương trình bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây và rất mong quý vị hãy bấm vào nút like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo